Chào các bạn đã đến với bản tin COVID Tiền Giang hôm nay. Thông tin cập nhật từ 17 giờ ngày 23 tháng Giêng đến 17 giờ ngày 24 tháng Giêng năm 2022. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ghi nhận 19 ca mắc COVID-19 mới qua xét nghiệm RT-PCR, tăng 3 ca so với ngày hôm qua. Nâng số ca mắc COVID-19 qua xét nghiệm RT-PCR lên 35.234 ca. Về công tác điều trị, trong ngày hôm nay, tỉnh Tiền Giang có 178 bệnh nhân được điều trị khỏi, chiếm tỷ lệ 81,5%, nâng số ca được điều trị khỏi lên 28.719 ca. Trong ngày hôm nay có 9 ca tử vong, nâng số ca tử vong của tỉnh Tiền Giang lên 1.176 ca. Hôm nay có 3 trên 11 địa phương của tỉnh Tiền Giang ghi nhận ca mắc COVID-19 mới qua xét nghiệm PCR. Trong đó, thành phố Mỹ Tho 10 ca, có 5 ca ngoài cộng đồng và 5 ca trong khu cách ly. Phường 4 3 ca, trong đó có 1 ca ngoài cộng đồng tại cơ sở y tế và 2 ca trong khu cách ly. Xã Trung An 1 ca trong khu cách ly. Xã Đậu Thạnh 2 ca ngoài cộng đồng tại cơ sở y tế. Phường 10 1 ca ngoài cộng đồng tại cơ sở y tế. Phường 3 2 ca, trong đó 1 ca ngoài cộng đồng tại cơ sở y tế và 1 ca trong khu cách ly. Phường 2 1 ca trong khu cách ly. Thị xã Gò Công hôm nay ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 mới trong khu cách ly, trong đó phường 3 1 ca, xã Bình Xuân 3 ca, xã Bình Đông 1 ca và phường 1 1 ca. Huyện Gò Công Đông hôm nay ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 mới trong khu cách ly, trong đó xã Tân Hòa 1 ca, xã Tân Phước 1 ca và xã Gia Thuận 1 ca. Như vậy, trong ngày hôm nay, tỉnh Tiền Giang ghi nhận 5 ca mắc COVID-19 mới ngoài cộng đồng, 14 ca mắc COVID-19 mới trong khu cách ly và qua test nhanh ghi nhận 127 ca dương tính. Chi tiết các ca test nhanh dương tính của các địa phương trong ngày như sau: thành phố Mỹ Tho 48 ca, huyện Cái Bè 7 ca, thị xã Gò Công 3 ca, huyện Chợ Gạo 12 ca, thị xã Cai Lậy 17 ca, huyện Gò Công Đông 6 ca, huyện Cai Lậy 19 ca, huyện Tân Phước 22 ca, huyện Gò Công Tây 6 ca và huyện Tân Phú Đông 3 ca. Theo nguồn tin từ Bộ Y tế, trong ngày hôm nay Việt Nam ghi nhận 14.362 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 55 ca nhập cảnh và 14.307 ca ghi nhận trong nước, giảm 627 ca so với ngày hôm qua. Tại 61 tỉnh thành phố, có 9.534 ca trong cộng đồng. 10 tỉnh thành phố có ca mắc COVID-19 nhiều nhất trong ngày hôm nay là Hà Nội 2.801 ca, Đà Nẵng 958 ca, Hải Phòng 733 ca, Hưng Yên 644 ca, Thanh Hóa 585 ca, Quảng Ninh 404 ca, Quảng Ngãi 387 ca, Bình Phước 382 ca, Bình Định 363 ca và Nam Định 355 ca. Cũng theo nguồn tin từ Bộ Y tế, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 163 ca nhiễm COVID-19 do biến thể Omicron, tại Hà Nội 14 ca, Quảng Nam 27 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 72 ca, Hải Dương 1 ca, Hải Phòng 1 ca, Thanh Hóa 2 ca, Đà Nẵng 8 ca, Khánh Hòa 11 ca, Long An 1 ca, Quảng Ninh 2 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 1 ca, Kiên Giang 2 ca và Bình Dương 1 ca. Với 19 ca mắc COVID-19 mới, tỉnh Tiền Giang đứng thứ 61 trong số 61 tỉnh thành phố có ca mắc COVID-19 mới trong ngày. Bản tin COVID-19 tỉnh Tiền Giang hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Hẹn các bạn ở những bản tin sau. Thân ái chào tạm biệt các bạn.